Nhận định bóng đá Việt Nam vs Kyrgyzstan, 20 giờ 0 phút ngày 9 tháng 1, thuốc thử liều cao cho huấn luyện viên Chu Xi. Nhận định bóng đá trận giao hữu quốc tế giữa Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 20 giờ 0 phút ngày 9 tháng 1. Bóngdapool phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Phân tích phong độ Việt Nam vs Kyrgyzstan. Đội tuyển Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Qatar trước khi bước vào tranh tài ở ASEAN Cup 2023. Do đó, trận đấu với Kyrgyzstan được xem là thuốc thử liều cao cho thầy trò huấn luyện viên Chu Xi trước khi bước vào giải đấu lớn nhất châu lục. Tính từ ngày 20 tháng 11 đến nay, tuyển Việt Nam chưa có trận giao hữu nào, nên đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng nhất của thầy trò huấn luyện viên Chu Xi cho ASEAN Cup. Trong khi đó, Kyrgyzstan được xem là có lợi thế hơn nhiều so với tuyển Việt Nam, vì chỉ tính từ tháng 12 năm ngoái cho đến nay. Họ đã có 3 trận giao hữu quốc tế, gần nhất là trận đấu với Syria hôm 5 tháng 1, nơi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Đây được xem là một lợi thế của đội bóng này trong việc chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục, giúp họ có thêm nhiều thời gian để kiểm tra lực lượng. Trận này, Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn. Chưa kể, tuyển Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi ở trận đấu này, khi trước đó một loạt trụ cột dính chấn thương không thể góp mặt. Do đó, cuộc đối đầu này sẽ là màn điều chỉnh và kiểm tra lực lượng của huấn luyện viên Chu Xi cho những thay đổi về nhân sự trong thời gian gần đây của tuyển Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là bài kiểm tra chính thức của nhà cầm quân người Pháp trước khi đưa tuyển Việt Nam tham dự giải đấu lớn nhất châu lục. Nên kết quả trận giao hữu sẽ không quan trọng bằng lối chơi của đội. Ngược lại, tuyển Kyrgyzstan trong 3 trận giao hữu vừa qua đều có kết quả không tốt lắm. Trong đó có 2 trận thua và 1 hòa, nên họ rất muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam và coi như một điểm tựa tinh thần trước khi bước vào ASEAN Cup 2023. Thông tin lực lượng Việt Nam vs Kyrgyzstan. Như đã biết, tuyển Việt Nam đã với một loạt cầu thủ dính chấn thương không thể góp mặt như thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Chiến, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn có những sự thay đổi khá ổn ở vị trí thủ môn. Nếu Văn Lâm bị chấn thương thì hiện đã có Nguyễn Philip thế chỗ. Trong khi đó, ở hàng thủ có Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài. Nguyễn Thanh Bình có thể xem là sự thế vai khá ổn cho Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung. Ở tuyến tiền vệ, gương mặt trẻ Nguyễn Thái Sơn đang được kỳ vọng sẽ khỏa lấp được khoảng trống của Hoàng Đức, trong lúc Đình Bắc sẽ được trọng dụng trên hàng công bởi khả năng săn bàn khá tốt trong thời gian qua. Trong khi đó, đội tuyển Kyrgyzstan dẫu có một số thay đổi nhẹ về lực lượng, nhưng vẫn có những nhân sự tốt nhất cho trận đấu này và đấy cũng sẽ là những gương mặt tham dự ASEAN Cup 2023. Đội hình dự kiến Việt Nam vs Kyrgyzstan. Việt Nam, Nguyễn Philip, Văn Thanh, Việt Anh, Tuấn Tài, Thanh Bình, Minh Trọng, Tuấn Anh, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Toàn, Tuấn Hải. Kyrgyzstan, Tokotet, Yigala, Sagimba, Koyuba, Akhmatov, Abdurakhan, Sukup, Alikup, Kimimet, Kaimet, Koyo. Bóngdapool dự đoán tỷ số trận Việt Nam vs Kyrgyzstan. Cả hai đội đều chưa từng đối đầu nhau, nhưng xét về mặt lực lượng, Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận đấu này, người hâm mộ và giới chuyên môn Việt Nam đều không quá coi trọng kết quả. Việc tuyển Việt Nam thi đấu ra sao mới là điều mọi người quan tâm. Đặc biệt, đây là màn tổng duyệt cực kỳ quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Chu Xi trước ASEAN Cup 2023. Theo dự đoán, khả năng tuyển Việt Nam sẽ gặp chút bất lợi trong trận đấu này. Dự đoán 0-1.